Giành chiến thắng 3-0 trước UC Dublin ở vòng đấu cuối tuần vừa rồi, Dundan đã tiếp tục duy trì vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Ireland với 41 điểm sau 21 trận. Tuy vậy thì với việc ở lượt đấu sớm vòng 23 vừa rồi, đội đang dẫn đầu là Shamrock Rovers đã giành chiến thắng nên khoảng cách giữa họ đã bị nới rộng lên thành 10 điểm. Trong bối cảnh ấy, nhiệm vụ của thầy trò huấn viên O'Donnell ở lượt trận muộn vòng 23 tới đây phải là giành 3 điểm trong cuộc chạm trán với Drogheda United để có thể rút ngắn khoảng cách trong cuộc chiến giành ngôi đầu. Với khả năng của mình, Dundan hoàn toàn có thể hướng tới việc hoàn thành mục tiêu bởi thực lực của họ là hơn hẳn so với đối thủ. Tuy nhiên thì có một vấn đề là ở trận đấu tới, thầy trò huấn viên O'Donnell sẽ phải làm khách. Đó thực sự là điều cần lưu tâm, bởi như đã biết, thành tích từ đầu mùa của đội bóng này khi xa nhà là không thực sự nổi bật. Cụ thể là sau 10 trận chỉ có được 2 chiến thắng, còn lại toàn hòa và thua, trong đó có thất bại trên sân của chính Drogheda United ở lượt gặp nhau đầu tiên của mùa giải. Đã thế, ở phía đối diện, tuy đang trong giai đoạn thi đấu không thực sự tốt khi trải qua 4 trận liên tiếp không thắng và hiện đã bị đẩy xuống nhóm cuối bảng xếp hạng, cụ thể là vị trí thứ 8 với 22 điểm sau 21 trận. Thầy trò huấn luyện viên Kevin Doherty vẫn được xem là cái tên khó chịu với Dundan ở trận đấu tới, chính là việc họ sẽ được chơi trên sân nhà. Cần biết rằng tại mái ấm của mình, Drogheda United vẫn đang duy trì được phong độ tương đối tích cực khi đã thắng 2 và hòa 1 ở 3 vòng gần nhất, trong đó có chiến thắng trước đội đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng là Shamrock Rovers. Với đặc điểm như vậy nên rõ ràng đây xứng đáng là cái tên có thể gây khó khăn cho Dundan ở trận đấu tới. Trên sàn giao dịch châu Á, việc nhà cái chỉ xếp kèo chấp 3/4 cho thầy trò huấn viên O'Donnell cũng chưa thể đánh giá không cao vào khả năng giành 3 điểm. Nguyên nhân là bởi ở lần gặp nhau hồi đầu mùa trên sân của Drogheda United, họ cũng chỉ chấp tương tự và không thể giành chiến thắng. Chính vì những đặc điểm như thế nên sẽ khó để đặt niềm tin cho đội khách Dundan. Ở phương diện tổng bàn thắng, với phong độ ghi bàn không quá nổi bật của hai đội thời gian qua, đánh giá cho khả năng họ tạo được kịch bản tương bừng lưới rung cho cuộc đọ sức sắp tới là không nhiều. Trên thị trường, nhà cái cũng chỉ xếp kèo tài xỉu khiêm tốn là 2/1/4, vì thế nên mốc dưới được xem là lựa chọn an toàn hơn ở đây.